Jimmy, à anh có muốn chơi trò kéo búa bao theo kiểu robot không? Chơi thì chơi. Được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi nào? Đưa tay anh ra để bắt đầu chơi thôi. Búa bao kéo, anh mắc bẫy rồi. Em thắng rồi nhé. Đây mới chỉ là bước đầu tốt đẹp trong kế hoạch lần át loài người của em mà thôi. <laughs>